Ức gà là món ăn phổ biến và ngon miệng, luôn được ưa chuộng trên bàn ăn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, trong quá trình chế biến ức gà, có rất nhiều sai lầm phổ biến mà người nấu bếp thường gặp phải. Những sai lầm này có thể ảnh hưởng đến hương vị, chất lượng và dinh dưỡng của món ăn. Trong video này, hãy cùng Blog ẩm thực tìm hiểu về những sai lầm phổ biến khi chế biến ức gà để bạn có thể tạo ra một bữa ăn thơm ngon và hấp dẫn. Sai lầm khi rửa ức gà. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên cán bộ Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rửa thịt gà cũng như ức gà trước khi chế biến. Ông cho biết, trong quá trình chế biến thực phẩm, tất cả đều phải qua quá trình sơ chế, rửa sạch bằng nước sạch để loại bỏ các chất bẩn. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh cũng khẳng định rằng, hiếm khi có ai mua thịt gà từ chợ mà không rửa sạch trước khi bắt đầu vào nấu nướng. Vì hầu hết thịt gà được sơ chế ở chợ như làm lông, mổ gà thường không đảm bảo vệ sinh. Ngay cả khi chúng ta tự làm thực phẩm, chúng ta cũng cần phải rửa sạch bằng nước trước khi bắt đầu chế biến. Nếu không sơ chế thực phẩm một cách cẩn thận trước khi nấu nướng, thì không chỉ không đảm bảo vệ sinh mà còn có nguy cơ nhiễm nhiều loại vi khuẩn có hại. Các cách rửa ức gà chưa đúng. Rửa ức gà sống bằng nước lạnh. Các bà nội trợ thường có thói quen rửa thịt gà trước khi chế biến, tin rằng điều này có thể giúp loại bỏ vi khuẩn và chất nhớt từ thịt gà. Và lý do này nghe có vẻ đúng, vì thịt gà sống thường dễ nhiễm nhiều vi khuẩn như Campylobacter và Salmonella vào cơ thể con người. Tuy nhiên, thực tế là việc rửa thịt gà hay ức gà bằng nước không có tác dụng thực sự trong việc kiểm soát vi khuẩn. Theo những khuyến nghị từ các chuyên gia về an toàn thực phẩm, việc rửa thịt gà như này có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn lây lan dễ dàng hơn, đồng thời tăng nguy cơ lây nhiễm chéo khiến nhiều người còn dễ mắc bệnh hơn. Rửa thịt trực tiếp dưới vòi nước. Lo lắng về độ sạch sẽ của ức gà, nhiều bà nội trợ thường đặt thịt dưới vòi nước rửa mà không nhận ra rằng hành động này có thể gây hại. Trong quá trình rửa, nước rửa thịt có thể bắn ra và văng lên các thực phẩm khác như rau sống và hoa quả. Nếu nước rửa từ thịt dính lâu trên bề mặt của những thực phẩm sống này, nó có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn gây hại cho sức khỏe con người phát triển. Chan nước gà qua nước nóng. Ngoài thói quen rửa thịt dưới vòi nước, không ít người còn sử dụng nước ấm để chan sơ qua ức gà. Thói quen này thường được coi là có thể làm mất các chất dinh dưỡng trong thịt gà. Điều này có thể khiến thịt gà co lại và không thể loại bỏ các chất độc có hại trong thịt. Theo các chuyên gia, vi khuẩn thường chỉ thực sự bị tiêu diệt ở nhiệt độ cao, khoảng 100 độ và việc ngâm ức gà trong nước sôi không mang lại kết quả như người ta thường nghĩ. Thậm chí thói quen này có thể làm cho vi khuẩn tiếp tục xâm nhập vào thịt, đồng thời việc làm này cũng có thể làm cho thịt trở nên nhạt màu và mất đi hương vị tự nhiên. Cách rửa ức gà chuẩn nhất. Để loại bỏ vi khuẩn trong thịt gà cũng như gà, bạn hãy rửa thịt bằng nước muối loãng và ngâm trong đó khoảng 30 phút, sau đó rửa lại thịt bằng nước lạnh nhiều lần để đảm bảo sự vệ sinh. Lưu ý rằng khi nấu gà, bạn nên nấu chín hết để tránh ăn thịt tái, vì điều này có thể gây nguy cơ nhiễm bệnh. Ngoài ra, về khâu vệ sinh trong quá trình chế biến thịt gà, sau khi chặt, thái và rửa thịt gà, hãy đảm bảo làm sạch các dụng cụ sơ chế và các bề mặt xung quanh bằng xà phòng hoặc dung dịch tẩy rửa chuyên dụng. Đồng thời, luôn rửa sạch tay bằng xà phòng và nước ấm để ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn. Khi bảo quản ức gà, hãy đặt nó ở ngăn cuối cùng của tủ lạnh hoặc bọc thịt trong túi để tránh giọt nước chứa vi khuẩn bám lên thực phẩm khác. Sau khi mua ức gà từ cửa hàng, hãy đặt nó vào tủ lạnh ngay lập tức, tránh để thịt quá lâu ở ngoài môi trường ngoài trời. Mặc dù nhiệt độ trong tủ lạnh không đủ để tiêu diệt toàn bộ vi khuẩn Campylobacter, nhưng nó có thể làm giảm số lượng vi khuẩn được sinh sôi. Khi giã đậu ức gà, hãy sử dụng lò vi sóng hoặc rửa sạch dưới vòi nước thay vì để thịt ở nhiệt độ phòng, vì điều này có thể làm cho vi khuẩn phát triển nhanh và tạo nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Nấu ức gà nguyên miếng. Ức gà thường là những miếng thịt khá lớn. Khi bạn mua một miếng ức gà không xương và không da từ quầy thịt, không có gì ngạc nhiên khi miếng thịt đó có trọng lượng khoảng 3-4 lạng. Nấu một miếng thịt lớn như vậy có thể khá khó khăn. Nếu bạn muốn đảm bảo phần giữa của thịt chín hoàn toàn, thì thường bên ngoài thịt sẽ bị khô hoặc cháy hoàn toàn. Một cách đơn giản để giải quyết vấn đề này là cắt miếng ức gà theo chiều dọc, nghĩa là đặt lưỡi dao song song với thớt để tạo ra hai miếng thịt gà mỏng hơn. Điều này dễ dàng hơn nhiều so với việc cố gắng đập phẳng ức gà bằng búa đập thịt vì dụng cụ này có thể làm cho miếng ức gà bị nghiền thành bột. 3. Dùng quá nhiều gia vị.
Dù bạn làm chín nước gà trên vỉ nướng, chảo hoặc trong lò nướng thì việc nêm gia vị là không thể thiếu. Tuy nhiên, lượng muối và hạt tiêu sẽ nên được sử dụng ở mức tối thiểu. Trong hầu hết các trường hợp, bạn nên phủ một lớp dầu ô liu lên nước gà để giúp gia vị bám vào bề mặt. Sau đó, bạn có thể thể hiện sự sáng tạo của mình với nhiều cách khác nhau để tạo ra hương vị độc đáo. Hãy thử sử dụng bột tỏi, bột hành, tiêu chanh, ớt bột và thậm chí thảo mộc khô như hùng quế. Tuy nhiên, tránh sử dụng quá đà, bạn chỉ nên thêm một hoặc hai loại gia vị bên cạnh muối và hạt tiêu. 4. Bắt đầu nấu khi ức gà còn lạnh. Tương tự như bít tết, ức gà sẽ không ngon nếu nấu quá chín. Mặc dù điều này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng để tránh việc nấu ức gà quá chín, cách tốt nhất là nấu trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Khi bạn bắt đầu lấy ức gà từ tủ lạnh ra, sẽ mất nhiều thời gian hơn để phần giữa nóng hoàn toàn. Thay vào đó, hãy để ức gà ở nhiệt độ phòng trong 30 phút trước khi cho vào chảo. 5. Nấu ức gà trong chảo lạnh. Cho ức gà vào chảo lạnh cũng là một sai lầm cần tránh. Bắt đầu nấu ngay khi chảo còn lạnh có nghĩa là gà sẽ nóng lên từ từ và nước bắt đầu rỉ ra khi chảo nóng lên. Thay vì hấp chảo hoặc xào, bạn đang hấp nó một cách miễn cưỡng. Kết quả là ức gà của bạn sẽ có màu sáng, trắng và chín quá thay vì có một lớp vỏ giòn màu nâu thơm ngon. Một giải pháp đơn giản là đảm bảo chảo hoặc vỉ nướng đã được làm nóng trước khi đặt ức gà vào. 6. Cắt hoặc thái thịt quá sớm. Vấn đề này cũng có thể hiểu là ức gà cần được nghỉ ngơi sau khi nấu xong. Nếu bạn cắt ức gà ngay sau khi chúng vừa rời khỏi vỉ hoặc chảo thì sẽ mất đi rất nhiều nước. Tốt nhất là nên đợi khoảng 5 phút trước khi cắt ức gà để nước có thời gian đọng lại bên trong miếng thịt, tạo ra vị ngọt và mềm mịn khi bạn thưởng thức. 7. Miếng thịt chưa ráo nước. Nếu bạn đã từng xem phía dưới ức gà trong gói mua ở siêu thị, bạn sẽ thấy có một miếng đệm phẳng để thấm nước ép từ ức gà. Điều này có nghĩa là miếng thịt khá ướt và tất cả lượng nước dư thừa sẽ chỉ tạo ra hơi nước, làm trở ngại cho quá trình biến thịt từ màu sáng thành màu nâu. Hơn nữa, điều này có thể dẫn đến việc dầu nóng trong chảo bắn tung tóe. Tốt nhất là bạn nên lau khô miếng thịt bằng khăn giấy sau đó mới phết dầu, gia vị và nấu. Công dụng tuyệt vời của ức gà về sức khỏe. Ức gà giúp giảm cân. Theo một nghiên cứu khoa học vào năm 2016 về vấn đề béo phì đã chỉ ra rằng protein trong ức gà có thể hỗ trợ quá trình giảm cân toàn thân và tạo khối lượng cơ nạc. Đối với những người đang giảm cân, việc bổ sung ức gà vào chế độ ăn giúp cơ thể không bị bỏ đói, đồng thời kích thích quá trình tăng cơ và đốt mỡ hiệu quả. Protein có trong ức gà giúp tạo cảm giác no lâu hơn, vì vậy có thể kết hợp ăn cùng với rau củ. Giúp cơ bắp chắc khỏe. Với lượng protein dồi dào nên ức gà đã trở thành một lựa chọn không thể thiếu trong thực đơn tăng cơ. Nhóm vitamin B và niacin trong thịt ức gà đặc biệt có lợi cho những người thường xuyên tập thể dục bởi chúng giúp cơ thể hoạt động hiệu quả trong quá trình rèn luyện thể chất. Tốt cho xương khớp. Hàm lượng protein cao cùng với lượng phốt pho trong thịt gà là những chất cần thiết cho hệ xương và răng. Chúng giúp giảm nguy cơ loãng xương và hỗ trợ hệ thần kinh liên quan. Giảm cao huyết áp. Giá trị dinh dưỡng của ức gà được thể hiện qua lượng protein cao, giúp giảm áp suất mạch máu nên hỗ trợ việc điều chỉnh cân bằng huyết áp. Ngoài ra, nó cũng chứa lượng axit béo omega 3 có lợi, giúp phòng ngừa bệnh đột quỵ. Ngăn ngừa thiếu máu. Tạo lập các tế bào hồng cầu. Tất cả các loại thịt đều giàu vitamin B12, một chất cần thiết cho việc tạo ra tế bào hồng cầu và tạo ra các dây thần kinh trong cơ thể của chúng ta. Theo Bow Sky, ức gà cung cấp một lượng đáng kể vitamin này và việc bổ sung thực phẩm này vào chế độ ăn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh như thiếu máu và bệnh Crohn. Giảm nguy cơ ung thư. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ thịt ức gà có thể giảm nguy cơ mắc ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng. Việc ăn ức gà thường xuyên có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc làm giảm nguy cơ ung thư đến một mức độ nhất định. Trên đây là một số sai lầm phổ biến khi chế biến ức gà mà nhiều người thường gặp phải. Việc tránh những sai lầm này có thể giúp bạn tạo ra một món ức gà thơm ngon và ngon miệng hơn. Hãy lưu ý những điểm trên và cải thiện kỹ năng nấu ăn của bạn để có thể làm ra một món ức gà hoàn hảo.